Xin chào các bạn. Tuần trước thì chúng ta đã đi qua những cái lý thuyết về cái cơ sở dữ liệu cũng như là những cái ví dụ về cái cơ sở dữ liệu ở trong cái cuộc sống. Thì hôm nay tuần này chúng ta sẽ bắt đầu vào cái vấn đề mà chúng ta xây dựng cơ sở dữ liệu ở trên Microsoft Access. Thì hôm nay chúng ta tới cái nội dung đó là các kiểu dữ liệu ở trong bảng. Thế thì trước khi mà chúng ta nói về những kiểu dữ liệu á thì bây giờ mình thử đi qua cái set thử xem cái kiểu dữ liệu nó là cái gì và tại sao chúng ta phải sử dụng cái kiểu dữ liệu. Thì bây giờ ở đây thầy sẽ tạo ra một cái bảng. Thì tạo ra bảng thì để tạo ra bất cứ cái object nào ở trong asset á thì chúng ta sẽ vào cái phần create. Các bạn lưu ý create. Thì trong cái việc tạo bảng á, chúng ta sẽ có hai cái cách chúng ta tạo, đó là cái table và cái table design này. Thì thầy sẽ hướng dẫn các bạn tạo bảng bằng cái cách sử dụng là cái công cụ table design. Thì như vậy chúng ta sẽ vừa học được cái cách tạo bảng mà chúng ta vừa học được những cái nội dung mà thầy muốn nói ở trong cái tuần này. Thế thì chúng ta tạo table design, và khi chúng ta tạo cái table design á thì các bạn thấy ở đây á chúng ta có ba cái cột cơ bản ở đây. Thứ nhất là field name, tức là tên cái thuộc tính mà chúng ta muốn tạo. Cái thứ hai là kiểu dữ liệu. Đây, cái kiểu dữ liệu này, đây là cái phần mà chúng ta cái nội dung mà chúng ta học hôm nay nằm ở chỗ này đây. Và cái thứ ba đó là chúng ta mô tả cho cái thuộc tính này. À, thế thì bây giờ ở đây á thì bắt đầu chúng ta vào cái kiểu dữ liệu đầu tiên. À, đó là kiểu test, kiểu văn bản. Thì cái kiểu văn bản này là cái kiểu dữ liệu mà cho phép chúng ta nhập cái văn bản vào, và các bạn lưu ý ở đây á là nhập tối đa ở đây là 255 ký tự. Chúng ta có 255 ký tự. Thì đây thầy ví dụ chúng ta sẽ tạo ra một cái cột, một cái cột. Thầy lấy ví dụ chúng ta sẽ có cái cột thử nha. Đây là cái cột test thử nha. Rồi. Thì kiểu dữ liệu ở đây, kiểu dữ liệu ở đây nó là short test. Thì các bạn thấy là trên cái slide á, với lại trên cái chương trình asset của mình ở đây á, nó có một cái sự hơi khác biệt một tí. Thì cái đây là test, ở đây là short test. Thì các bạn lưu ý là kể từ cái phiên bản 2013 trở lên thì test nó sẽ trở thành short test nha. Rồi, short test. Ở đây chúng ta còn thiếu một thứ nữa để nó thành một cái bảng, nhưng mà mình qua nhanh ha. Rồi bây giờ thử mày lưu, ví dụ như mình kêu mình thử thôi ha. Cái này bảng này chúng ta dùng để thử, để kiểm tra coi cái kiểu dữ liệu nó như thế nào. Data type đi ha. Rồi thì bây giờ ở đây các bạn thấy ở đây là test, thì chúng ta có thể là nhập nhập chữ hoặc là chúng ta sẽ nhập số vào trong đó. Thì thực ra khi mà các bạn nhập số vào á thì cái số này á được xem như đây là một chữ, cái chữ này là chữ 123, và cái độ dài tối đa của cái nội dung của cái ô ở đây nè, của cái field, cái trường ở đây á là 255 ký tự. 255 ký tự. Rồi chúng ta sẽ vào cái design view, chúng ta tiếp tục cái phần thứ hai. Thì cái kiểu dữ liệu thứ hai á đó là kiểu dữ liệu memo. Kiểu dữ liệu memo. Thì cái kiểu dữ liệu memo này sẽ giúp cho chúng ta nhập nhiều cái văn bản hơn. Ở đây chúng ta sẽ có là tối đa là 65.535 ký tự. Thì các bạn thấy là cái số lượng nó nhiều hơn rất là nhiều so với kiểu test này. Thế thì trong cái phiên bản 2013 trở về trước, trở về sau thì cái chữ memo này thì nó sẽ trở thành là long test. Và các bạn thấy kiểu này sẽ thành cái long test. Rồi. Long test memo ha, đặt đây này đi. Thì cái kiểu memo này, ngoài cái việc mà cái độ dài của chữ á nó nhiều hơn so với kiểu short test này, ở đây nó còn thêm một cái vấn đề nữa, đó là chúng ta có thể là chúng ta sẽ xuống dòng. Lấy ví dụ ha, chúng ta có thể là chúng ta sẽ nhập nhiều cái nhiều dòng ở trên cái nội dung này. Các bạn thấy như vậy thì các bạn thấy là thầy đã nhập cái nội dung ở đây thành nhiều cái dòng khác nhau. Thì để mà thêm cái dòng mới á, thì chúng ta sẽ sử dụng cái phím, đó là
Control Enter. Các bạn thấy phím Control Enter. Thì ở đây chúng ta sẽ có một số những cái nốt để cho cái ta nhớ lâu hơn. Kiểu dữ liệu đúng không? Chúng ta đang nói về kiểu dữ liệu. Rồi, thì kiểu dữ liệu chúng ta có những cái nốt đầu tiên. Thứ nhất, đó là cái kiểu dữ liệu, đó là test. Và ở trong cái phiên bản 2013 trở lên á, thì nó sẽ là short test. Rồi, ở phiên bản 2010 nó gọi là memo, và ở trong 2013 thì nó sẽ là long test. Cái này các bạn lưu ý, tại vì khi mà chúng ta thực hành á, thì có thể là cái máy tính của thầy nó cài cái phiên bản nó khác với cái phiên bản trên máy tính các bạn, do đó nó dẫn đến nhiều cái vấn đề khó khăn. Rồi, trong cái long test này thì để xuống dòng, chúng ta sẽ sử dụng cái phím Control cộng với Enter. Cái phím Control Enter, cái hộp phím để chúng ta xuống dòng. Rồi, thầy để đây ha, cho nó dài dài một tí. Rồi, đây chúng ta đã có ba cái hai cái kiểu dữ liệu đầu tiên. Kiểu thứ ba đó là kiểu thứ ba đó là kiểu số, kiểu number. Thì kiểu số này có rất là nhiều cái dạng số, ví dụ như là kiểu số nguyên, tức là chúng ta chỉ có 1, 2, 4, hoặc là chúng ta sẽ có những cái kiểu số thực, ví dụ như 1.5, 1.6, 1.7, 1.8 gì đó. Và cái độ dài, tức là cái độ lớn của số, cái dãy số, nó phụ thuộc vào những cái dữ liệu mà chúng ta thiết lập ở trong cái control panel. Thì cái này thì trong cái control panel thì các bạn sẽ xem lại cái môn tin học văn phòng ha, để chúng ta hiểu hơn về cái nội dung này. Kiểu thứ ba, kiểu thứ tư đó là kiểu daytime. Thì kiểu dữ liệu daytime này đó là kiểu ngày và giờ. Thì cái kiểu dữ liệu ngày và giờ này á, thì cái định dạng dữ liệu á, thì nó sẽ phụ thuộc vào cái thiết lập trong control panel. Thì cái phụ thuộc thiết lập này có nghĩa là sao? Thầy lấy ví dụ như là ngày trước hay là tháng trước, hoặc là tháng trước, năm năm trước, hay là rồi tháng có hai ngày, tháng có hai số, hay là tháng chỉ có một số thôi, ví dụ như tháng 1 hay là tháng 01 vân vân. Thì cái này đó là kiểu kiểu daytime. Bây giờ thầy vào ở trong cái ví dụ để chúng ta xem xét kỹ hơn cái kiểu dữ liệu này. Chúng ta vào trong cái home ha, chúng ta chọn cái này, chúng ta vào trong cái design view, chúng ta dễ nhìn hơn. Rồi, đây là kiểu memo đúng không? Kiểu tiếp theo là kiểu number. Thì kiểu số. Thì khi mà ta nói kiểu số á, thì các bạn thấy là ở trong đây á, nó có hai cái dạng số, đó là number và large number. Thì đây là cái số bình thường, còn large number á, thì nó sẽ lưu trữ với những cái số lớn hơn, ví dụ như là tỷ tỷ chẳng hạn. Thì các bạn lưu ý để chọn cái kiểu dữ liệu mà mình mong muốn. Thế thì khi mà chúng ta chẳng quan tâm gì cả ha, cái nào chúng ta cũng cứ việc chúng ta chọn large number như thế này thì có được hay là không, thì thầy thưa là được, khẳng định là được. Nhưng mà có nó căn cái vấn đề á, nó là cái dung lượng lưu trữ của cái tập tin chúng ta nó sẽ lớn hơn rất là nhiều. Thầy lấy ví dụ như chúng ta thay vì chúng ta chỉ sử dụng một byte để chúng ta lưu trữ, thì bây giờ chúng ta phải sử dụng 4 byte để chúng ta lưu trữ con số nó tương tự như vậy. Thì bạn thấy đây là một cái sự lãng phí rất là lớn ở trong cái máy tính. Thế thì các bạn khi mà chúng ta thực hành á, cũng như là trong cái bài tập á, thì các bạn sẽ thấy rằng những cái con số này nó rất là nhỏ, 5M, 10M, 50M, nó rất là nhỏ các bạn. Nhưng khi cái dữ liệu chúng ta nó nhiều lên hàng triệu dòng, thì lúc này các bạn thấy cái độ chênh lệch của nó sẽ rất là khủng khiếp. Cho nên là khi mà chúng ta làm cái thiết kế cái dữ liệu kiểu dữ liệu này á, thì chúng ta nên chọn vừa đủ mà thôi. Rồi, thì ví dụ ở đây thầy chọn là kiểu number ha. Rồi, chúng ta sẽ lưu lại. Còn nếu chúng ta không lưu ở đây thì sao? Chọn ở đây luôn ha, thì nó hỏi ê có lưu hay là không, nó vẫn hỏi lại, thì mình chọn là yes. Rồi, thì để thầy kéo này lại. Thì kiểu number đó là chúng ta sẽ gõ số ha các bạn, gõ số. Còn khi mà chúng ta gõ chữ trong kiểu number này á, thì nó sẽ bảo là cái này sai rồi, mình phải gõ lại thôi. Thì ví dụ chúng ta sẽ gõ số vào.
Và các bạn để ý dùm thầy cái là khi các bạn gõ số, nó giống với Excel nè, số nó sẽ được tự động nó canh bên phải nha, số tự động canh bên phải. Còn ở đây các bạn thấy nó cũng là 1, 2, 3 nhưng nó được canh bên trái, tại vì nó là chữ và chữ thì nó sẽ tự động canh trái. Thì canh lề của số và chữ thì cái này trong Excel chúng ta đã khá là quen thuộc. Hy vọng là các bạn nhớ tới cái nội dung này. Rồi, thế thì bây giờ chúng ta đã có số, bây giờ chúng ta thử thêm cái ngày tháng vào. Thì cái ngày tháng, thầy lấy ví dụ ở đây chúng ta có day và time nha, ngày tháng. Rồi, chúng ta thử nha, sale. Thì để nhập ngày tháng ở đây á, thì các bạn sẽ, thầy lấy ví dụ, hôm nay đó là ngày 5 tháng 9, ngày tựu trường đúng không, năm 2021. Và bạn thấy cách thứ hai đó là các bạn sẽ chọn cái ô ở kế bên thế này đó, để mà chúng ta nhập cái ngày tháng vào trong asset, ví dụ ngày 1 tháng 5 đại loại thế, ngày 19 chứ hả. Thì các bạn thấy hiện tại là ở đây chúng ta đang theo cái dạng là gì, ngày trước và tháng nằm phía sau, và chúng ta có hai số. Thì cái này nó phù hợp với cái định dạng của control panel ở trên máy tính của thầy. Đây các bạn thấy ở đây, các bạn thấy là 0509 ha, 0509 2021. Như vậy các bạn thấy là nó phù hợp với cái định dạng control panel. Và cái này nó sẽ thay đổi ha, khi mà cái control panel này thay đổi, hoặc là các bạn định dạng lại ở trong cái chỗ này. Thì cái phần mà định dạng lại nó như thế nào thì một lát nữa chúng ta sẽ có một cái nội dung khác nha. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ đi qua cái kiểu dữ liệu thứ năm, currency là kiểu tiền tệ. Thì cái kiểu currency này á, thì thực chất nó là kiểu number ha các bạn, thực chất nó chỉ là kiểu number, và nó có thêm một cái định dạng, có thêm cái đơn vị tiền tệ đặt ở phía trước. Ví dụ hồi nãy mình có số 5 đúng không, thì có chữ đô la mặc định, nó sẽ có chữ đô la phía trước số 5 đó, thì gọi là 5 đô. Và cái mặc định của cái kiểu tiền tệ này á, nó là 8 bay. Tức là nó sử dụng 8 bay để nó lưu trữ cái kiểu tiền tệ này. Kiểu thứ 6 đó là kiểu auto number. Thì cái kiểu auto number này á, đây là một con kiểu số, và số này là dạng số tự động. Thì asset sẽ tự động tăng tuần tự 1, 2, 3, 4 gì đó. Hoặc là chúng ta có cái kiểu ngẫu nhiên. Kiểu ngẫu nhiên. Và có một cái điều lưu ý đối với cái kiểu auto number này là nó không thể xóa và sửa. Các bạn lưu ý, nó không thể xóa và sửa. Tức là khi một khi auto number nó đã sinh ra, thì mặc định thì các bạn phải để y chang như vậy luôn, chứ các bạn không thể thay đổi cái con số đấy. Thì thầy lấy ví dụ ở trong cái cơ sở dữ liệu của mình luôn ha. Rồi, bây giờ chúng ta thử tạo ra một cái cột khác nha. Thầy tạo ra một cái cột, và cái cột này là auto number ha, cột auto đi. Và ở đây các bạn thấy, khi mà các bạn chọn ở đây á, các bạn thấy kiểu currency như auto number đây ha, đây auto number rồi. Và khi chọn auto number thì cái này nó một lát nữa, nhưng mà ở đây thì thầy nói luôn, đó là nãy thầy nói chúng ta có hai kiểu. Một cái kiểu là tự động tăng tuần tự, thì cái chỗ mà new value của mình á, các bạn nhìn xuống dưới này ha, các bạn chọn ở đây trước đã, sau đó các bạn nhìn xuống, các bạn thấy chữ increment, thì cái này á, nó là một cái dạng là tăng tuần tự. Rồi, và cái dạng thứ hai là tự động á, thì nó gọi là chữ random. Thì ở đây á, thầy chọn increment ha, để rồi chúng ta sẽ thấy được cái ví dụ như thế nào. Rồi, chúng ta sẽ lưu lại nha, và chúng ta sẽ xem. Thì các bạn thấy ở đây á, cái auto number á, thì tự động nó thêm ha, 2, 3. Rồi, ở đây nó là con số 1. Rồi, tiếp tục ha, ở đây chúng ta sẽ nhập dữ liệu vô, thì các bạn thấy tự động nó là con số 4. Không, cái này là số ha. Mình qua bên đây đi ha. Rồi, ở đây các bạn thấy test field. Rồi, nhập xuống cái các bạn thấy mà không cho nữa. ASD. Rồi, và đây là một cái lỗi mà các bạn lưu ý giùm thầy cái, là khi mà nó báo lỗi thì chúng ta phải đọc cái lỗi để coi lỗi nó là cái gì.
Thì ở đây các bạn thấy á, là mình đọc sơ qua thôi ha, à nó nói rất là dài gì đó vân vân, à nhưng mà khi mà mình đọc sơ qua cái thì nó chứa chữ contain duplicate data, à tức là nó bảo là gì, ê dữ liệu bị trùng rồi. Thì bạn thấy đây có ASD ha, thầy cũng gõ bình thường ASD, thì đây là nó không cho trùng, cho nên bắt buộc là chúng ta phải có thêm cái gì đó để nó đừng có bị trùng với con số phía trên. Thì tại sao nó không được trùng? Tại vì hồi nãy mình đã chọn cái test size này, nó là kiểu nó là khóa ha, test size này, cái test này là khóa. Rồi bây giờ chúng ta trở lại với cái bài của chúng ta, nội dung thì các bạn thấy ở đây chúng ta thấy là số được tự động nó tăng một cách tuần tự ha, nó tăng lên từ từ một hai gì đó vân vân. Nhưng mà ở đây các bạn lưu ý thấy một đúng không, nó tăng bốn, tại vì chúng ta có hai ba ở đây rồi, nó có hai ba ở đây rồi. À, ví dụ như bây giờ buồn buồn ha, à chúng ta xóa cái đống này đi, delete cái record này đi ha, các bạn thấy rồi nó không cho xóa luôn mới ghê chứ. Rồi delete nha, ok sure, rồi delete, ok sure, rồi tiếp tục delete. À, mệt quá. Rồi như vậy các bạn thấy khi mà chúng ta nhập vô á thì đây số 4 đúng không? Thì các bạn nghĩ à có số 4 thì chắc chắn lên số 5. Nhưng không, nó sẽ lên số 8. Tại vì ở đây nó tự động tuần tự tăng và nó tăng theo như cái mà nó đã nhớ, nhà không? 8 9. Nếu các bạn xóa ở đây thì bắt đầu sẽ là 9, à bắt đầu là 10, 11, 12 gì đó. Và lưu ý à chúng ta không có xóa được. Thầy đang bấm nút delete ha, nhưng nó không cho phép thầy xóa ở đây. Thế thì cái tăng tuần tự á thì nó sẽ làm cho chúng ta rất là khó khăn trong cái việc nhập. Ví dụ như bây giờ ở đây chúng ta nhập sai, à, chúng ta nhập sai, sau đó chúng ta muốn nhập lại. Ở đây số 3 sai rồi, chúng ta muốn nhập lại, chúng ta không thể nào mà chúng ta nhập lại được ha, mà chúng ta phải làm gì các bạn? Phải xóa. Và khi chúng ta xóa rồi á, à, chúng ta lại tiếp tục nhập á thì nó lại không ra số 3 nữa, mà nó ra một cái con số gì đấy mà nó tăng cứ từ từ lên. Thế thì nó gây khó khăn cho mình như vậy. À, thế thì tại sao cái auto number này nó vẫn có tồn tại? Thì cái này một số bạn mà chúng ta đi làm á thì đi 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 tính tiền ở trong cái mấy cái shop hay gì đó thì cái này các bạn chắc biết. À, đó là khi mà các bạn tính tiền á thì nó ra số đơn đúng không? Ra đơn thứ nhất, đơn thứ hai và chúng ta tổng cộng một ngày chúng ta có bao nhiêu đơn. Nó tránh cái tình trạng là cái người thu ngân chúng ta xóa một số đơn để lấy tiền riêng rồi sau đó là chúng ta tạo đơn mới. Thì cái đơn mới thì lúc nào nó cũng tự động nó tăng theo cái cấp số cộng như nãy giờ mình đã thấy. Như vậy là nó ngăn cản cái chuyện là chúng ta xóa cái record. À, ở một số những cái trường hợp á, à, thì cái record tức là những cái giao dịch đó thì nó bắt buộc nó phải lưu, à, chứ nó không được quyền xóa. Ví dụ các bạn thấy là trong ngân hàng chẳng hạn, đi ra vô thì nói chung chúng ta không có xóa được cái lịch sử của cái vấn đề mà ra vô đó, hoàn toàn không được đó. Thì đây là cái lý do tại sao mà chúng ta không thể xóa sửa ở trong cái auto number nha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ có cái dạng ngẫu nhiên, mình thử cái ngẫu nhiên thế nào nhé. Thì khi mà các bạn sử dụng cái kiểu auto number nhưng mà nó là cái dạng ngẫu nhiên. À, thầy lấy ví dụ ha, auto number thầy nhấp vô đây ha, và chúng ta sẽ chọn cái new, rồi lại new là random. À, random thì bây giờ hiện tại thì nó rồi các bạn thấy, thì khi mà chúng ta tạo random á thì các bạn thấy nó sẽ có một dọc những cái con số nó được tạo một cách ngẫu nhiên như thế này đó, các bạn thấy rồi. Thế thì cái việc mà chúng ta tạo cái dạng mà random thế này á thì sử dụng trong cái trường hợp nào? Ví dụ như thì trong trường hợp chúng ta muốn tạo cái ID mà nó có một cái tính là tự động ha. Nó không có tự động tăng mà nó cũng không có theo một cái quy tắc nào đấy, cứ muốn ra cái gì thì ra. À, thì trong một số trường hợp chúng ta cần cái kiểu mà tạo tự động như thế này. À, nó rất là cần thiết trong những trường hợp mà các bạn tạo tạo khóa nha, cần thiết trong hợp tạo khóa. Rồi, à, chúng ta sẽ đi qua những cái kiểu dữ liệu kế tiếp. Cái kiểu dữ liệu kế tiếp đó là kiểu yes no. Thì kiểu yes no này đó là kiểu luận lý, thì cái kiểu này nó chỉ có hai giá trị thôi, à, hoặc là yes no hoặc là true false hoặc là or not. Thế thì cái kiểu luận lý này thì nó chỉ có một bit, các bạn lưu ý, một bit đó là một cái
giá trị nhỏ nhất ở trong cái đơn vị tính của cái khoa học máy tính rồi. Thì cái kiểu yes no này nó được sử dụng trong cái trường hợp nào? Người ta lấy ví dụ như trong trường hợp là chúng ta xét về nam nữ đi, nam nữ. Nếu mà các bạn ghi chữ nam hoặc chữ nữ á, các bạn ghi chữ nam hoặc chữ nữ thì chữ nam chúng ta có 3 ký tự và chữ nữ chúng ta có 2 ký tự. Thì các bạn lưu ý là một ký tự chúng ta tốn 1 byte nha các bạn. 1 byte là 8 bit, như vậy chữ nam thì như vậy chúng ta phải tốn là 3 byte ha, là 24 bit. Thế thì 24 bit so với 1 bit là hơn nhau tới 24 lần. Và như ví dụ hồi nãy thầy nói 100.000 record hoặc là 1 triệu cái record, 1 triệu dòng á, thì hơn nhau 24 lần, đó là một con số khủng khiếp. Và cho nên những cái một số những cái dữ liệu mà người ta chỉ cần có hoặc không thì lúc này người ta sẽ sử dụng cái kiểu yes no. Đây lấy ví dụ như nam nữ chẳng hạn, hoặc là ví dụ như là ngân hàng, thì ví dụ như là các bạn rút tiền hoặc là các bạn gọi là gì, gửi tiền hoặc là rút tiền đó đó, thì những cái đó thì nó chỉ có hai giá trị thôi. Thì lúc này chúng ta nên chọn yes no cho nó chính xác, cho nó thứ nhất là chính xác và thứ hai là nó sẽ giúp chúng ta rút ngắn được, thu gọn được cái dữ liệu của mình. Rồi kiểu ORI object thì đây là dữ liệu được các đối tượng được tạo từ các phần mềm khác. Ví dụ như là các bạn nhập vô có một cái file Word hoặc là một cái file Excel gì đó thì các bạn đưa vào trong cái chỗ này. Và lưu ý là cái kích thước tối đa mà các bạn đưa vào ở trong một cái record đó là 1GB, asset nó không có lưu trữ được nhiều hơn đâu. Rồi hyperlink thì hyperlink là dữ liệu của các trường, đó là các đường link. Thì các bạn biết đường link ví dụ như là facebook.com chẳng hạn, thì đó là một cái đường link internet đúng không? Rồi lookup wizard thì lookup wizard thì thực tế nó không phải là một kiểu dữ liệu, nó không phải là một kiểu dữ liệu mà nó là một cái dạng chức năng để chúng ta nhập cái dữ liệu từ danh sách có sẵn, hoặc là chúng ta nhập dữ liệu từ danh sách mà phải tự động ta gõ tay. Thế thì tại sao chúng ta có cái kiểu mà lookup wizard này? Thì ví dụ ở đây thầy có một cái bảng ha, là danh sách của sinh viên. Thì trong danh sách sinh viên thì nó có cái mã số sinh viên. Danh sách sinh viên nó có cái mã số sinh viên. Thế thì bây giờ thầy muốn nhập cái bảng điểm. Thì bảng điểm thì phải có sinh viên đúng không? Thì phải có mã số sinh viên. Thì cái mã số sinh viên đâu ra? Chúng ta phải tham chiếu từ đâu các bạn? Từ cái bảng sinh viên đúng không? Chứ chúng ta có tự động chúng ta gõ được không? Đó, thì lookup wizard nó làm cho chúng ta nhanh gọn lẹ hơn ở cái phần này. Thay vì chúng ta gõ lại thì chúng ta sẽ có chọn từ một đống những cái mà nó có sẵn. Thì đây là một cái cách khá là giúp chúng ta nhanh chóng để chúng ta nhập dữ liệu ở trong cái bài của mình. Rồi, attachment là đính kèm dữ liệu từ các chương trình khác. Cái chỗ mà đính kèm này á thì nó khác với cái OOP object này. Nó là một cái chỗ attach này là các bạn biết là nó có cái dữ liệu trong đó đó, nó có đính kèm bên trong đó đó, nhưng mà nó không có thể hiện ra. Thì các bạn chỉ cần các bạn click vào, các bạn nói chung một qua một số thao tác gì đó, chúng ta mới thấy được cái attach này. Cái này cũng giống như là việc mà các bạn cái này như các bạn có hai chat đúng không? Lúc mà các bạn gửi hình, các bạn gửi hình ở trong cái chat chẳng hạn, thì các bạn sẽ insert cái hình vào hoặc là gửi một cái file hình. Các bạn gửi file hình thì chúng ta phải download về, chúng ta mở hình ra để chúng ta coi. Còn các bạn gửi hình thì người ta sẽ thấy được cái hình ở trong khung chat luôn. Đó, thì đây là cái sự khác biệt giữa cái attachment với lại cái OOP object ha. Thì thầy chỉ ví dụ thế thôi chứ nó không có đúng trong cái trường hợp 100%, mà đó là một cái khái niệm để cho các bạn có thể hình dung được nó như thế nào. Rồi. Thì ở đây chúng ta đã xong những cái kiểu dữ liệu ở trong cái bảng. Thế thì chúng ta nhắc lại, khi mà các bạn tạo cái một cái bảng thì ở đây chúng ta bắt buộc phải có cái kiểu dữ liệu. Mỗi một cái field, mỗi một cái thuộc tính bắt buộc là chúng ta phải có cái kiểu dữ liệu. Rồi. Thế thì khi mà chúng ta nhập dữ liệu ở đây á thì có một số trường hợp chúng ta sẽ bị sai, hơi lúng túng ở chỗ này. Đó là chúng ta click vu vơ ở đâu đấy ha, sau đó các bạn chọn một cái kiểu dữ liệu ở đây, ví dụ thế này chẳng hạn đó, chúng ta lỡ click vu vơ
Thế thì khi mà chúng ta làm thế này xong rồi á, chúng ta lưu lại cái thì bây giờ nó bảo là film animation chỗ này. Và lúc này các bạn quyết định làm gì các bạn? Quyết định là chúng ta sẽ xóa cái này đi cho nó trống. Nhưng hỡi ơi ha, hỡi ơi, thì cái chuyện này nó hoàn toàn nó lại lồi ra một đống những cái lỗi khác. Nó bắt buộc chúng ta phải nhập ở chỗ này. Nó bắt buộc chúng ta phải nhập ở đây và chúng ta xóa thì chúng ta xóa không được nha. Xóa không được. Mà để á, thì chúng ta lưu nó không xong, nó bảo missing gì đó. Thế thì để giải quyết cái lỗi này thì như thế nào? Thì các bạn gõ đại ra một cái tên ha. Và các bạn làm gì nữa các bạn? Nhấp chuột phải vô đây, các bạn sẽ nhấp chuột phải nha. Nhấp chuột phải vô cái ô này đó, các bạn chọn delete row. Đó, nhấp chuột phải vô đây, các bạn chọn delete row. Thì như vậy nó đã xong rồi nha. Thì đây là cách chúng ta giải quyết để cho cái tình trạng mà các bạn lỡ ha, lỡ nhấp vu vơ chỗ này nha. Ok nha, chúng ta không có xóa cái chỗ này nha. Chúng ta không có xóa ở đây mà chúng ta sẽ phải làm gì các bạn? Xóa cái thuộc tính của các bạn ở đây rồi. Ok nha các bạn. Rồi như vậy là chúng ta đã xong cái chúng ta đã xong cái nội dung, đó là cái kiểu dữ liệu ở trong asset.